All right, we're looking for some low side and high side leaks on the 750 IL. And I shot some bubbles there. So the high side, the low side could be possibly leaking a little bit. Bác có nhìn được không? Bác coi cái bong bóng này phải không? Đúng rồi, nó lít á. Nó không có lít nhiều. Mà bác coi bên đây nè. Cái đó là như nó lít nhiều. Cô ra kìa. Không, bên đây nó đang giống cái núm vậy á. Nó đang bột phù lên á. Hay nhất đó là trước khi mình làm nãy mình thay cái kim. Mà con biết cái kim này nó có trong cái hộp có con không hay không? Chặt lại nó. Thế bây giờ nó đang tô lên bên đó rồi. Dạ đúng rồi. Nó có bệnh mà.